Okay, so can I ask you something? Yes. So how long have you studied with ALS English? It's 7 months. 7 months. Okay, and what level did you go through? Sorry, can you repeat? What level did you go through? How many level? Can you tell me? No, is this my first time I learn with Alice? Oh, this is your first time. Yeah. Okay, it is also your first day studying too. Okay. Oh, interesting. Okay, I will share you the screen and we're going to start the lesson of today. Do you see the screen yet? Yes. Okay, so the topic of today is relationship. Okay. So, when we talk about relationships, what do you think in your mind? What is relationship? Can you tell me? Is there any information that you know about relationship? Theo em thì relationship khi mình nói relationship thì mình liên tưởng tới những gì nào? Personality Personality. and appearance. Appearance. Yeah, that's all. Ok, good. Relationship mình cũng có thể nghĩ là bạn bè rồi người thân phải không nhỉ? Yeah. Yeah, đó là relationship. Relationship sẽ là mối quan hệ ha. Mối quan hệ. Ok, relationship. Mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ người thân, gia đình. Okay, so the lesson of today is about speaking. Okay. Okay, can you read this for me? This strategy. What information should you provide? The most important pieces of information to provide for this category then with current status of your relationship and your thoughts about the future. Okay, so can you say again category? Category. Category. And this is provide, right? Provide. Provide. Yes. So category deal with current status of your relationship. Current status nghĩa là gì theo em? Don't Là cái trạng thái hiện tại của mình đó ha. Đó, là những trạng thái hiện tại của mình, mối quan hệ của mình và suy nghĩ của mình vào trong tương lai. Đó. Okay. So let's go to part 1. Describe the people involved in the relationship. Part 2 sẽ là can you read for me? Give three characteristics of your current relationship with them. Nhớ giùm anh là characteristic này là có S thì đằng sau thì em nhấn mạnh chữ S nha. Characteristics. Characteristics. Yes, correct. So, what is, do you know what is characteristics? Kiểu tính cách nhỉ? Tính cách. Yes, tính cách. So, can you please give me three characteristics of a person that you know in English.
Khai phun Ừ. min selfish Wow, okay. Very negative side, right? Okay. Good. Selfish. I will note it down. Selfish. Means. Okay. Next one. Part three. Express the expected future outcome will be in the relationship. So, can you explain what does it mean to me? Do you understand the sentence? Maybe yeah. Em dịch ra cho anh được không? Outcome là gì nào? Outcome. Em nghĩ xem là trong cái câu này. Thể hiện ra Outcome ở đây là kết quả ha em. Kết quả. Thì future outcome có nghĩa là kết quả tương lai. Đấy. Expected là dự đoán. Đó. Expected future outcome có nghĩa là kết quả dự đoán ở tương lai. Đó. Có nghĩa là mối quan hệ của mình à, mình suy nghĩ coi là tương lai là mình và một người bạn của mình mối quan hệ sẽ tốt hơn hay là như thế nào đó. Thì đấy, đấy là phần của part 3. Ok chưa? Okay. Thì lesson today is about speaking. So we will do a lot of speaking exercises, ok? Yes. Em sẽ anh sẽ bây giờ em đọc thử mấy cái câu này cho anh nha, có gì anh sửa cho em chưa? Ok. Can you start? My little brother enjoys making everyone in our family laugh. Okay. My dad works hard for our family every single day. Very good. My mom is amazing because she is truly the rock of our family. My sister is the youngest and most outgoing person in our entire family. Yes, okay. Thì anh nhận xét chút là anh thấy tổng là em đọc đúng hết rồi đó. Rất là hay, là anh để ý là mấy cái chỗ mà có S này nè thì MC rất là tốt ha. Em tiếp tục nhé. Yeah. Works hard. Yes, very good. She is nè. My little enjoys. Yes, very good. Cái chữ này là gặp là entire. Hai em. Entire. Entire family. Yes. Entire nghĩa là tổng gia đình em. Entire family là tổng gia đình. Ok. We move to part 2. Ok. Can you read for me the part 1? The three main characteristics of our relationship. Yes, correct. Part 2. My relationship of friendship with my Pattern free. as the year go by. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ vào tận dụng một chút một số cái example. Cái chữ này đọc là sao em nhỉ? The Category. 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 Ok, để anh. Anh đợi anh chút. Anh bật sao lên. Ok. Category. Bây giờ mình xem người ta phát âm ha. Category. Em nghe chưa? Không, em không nghe gì. Em không nghe hả? Anh thử lại nhé. Em nghe gì không? Gì kỳ vậy ta? Đợi anh chút nhé.
Tiếc quá ha. Để có gì anh xem thêm nhé. Thì phần đó cái này gọi là category nha. Okay. Will help you express clearly the details of the relationship that you're talking about. Okay. So bây giờ em thử cái part 1 cho anh nha. Certain women characteristics. Our relationships are fun. Reliability. Okay. And trust. Okay. Reliability. Reliability. Để anh viết ra. Xóa mấy cái này đi. Reliability. Phải không nhỉ? Yes, reliability. Đây. Đó, em chia ra hai phần nhé. Rely and then ability. Okay, hôm em. Reliability. Can you repeat again? Reliability. 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 Yes. Ability có nghĩa là em biết chữ này không? Ability. Ability. Em hiểu nghĩa chữ này chưa? Em thấy chữ này bao giờ chưa? Rồi ạ. Có nghĩa là gì em nhỉ? Kiểu khả năng. Đúng rồi, khả năng đó. Đúng. Khả năng. Dù người ta sếp mình hỏi là sếp mình giao mình cái một cái công việc nào đó thì mình nói là mình I have the ability to do that job. Có nghĩa là tôi có khả năng làm điều này. Ok không em? Yeah. Rồi ha, thì cái chữ này mình đọc là rely thôi. Còn ability thì là mình biết rồi ha. Reliability. Đó, nó ghép ghép lại là thành sự tin cậy. Ha. Ok. Yeah. Ok, fun and trust thì mình biết rồi ha. Okay. Vâng. Next one. So three main characteristics of our relationship are compromise. 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 Compassion and support. Compromise. Em thấy chữ này bao giờ chưa? Em chưa. Compromise. Chữ này thì là nó có nghĩa là sự gì ta? Kiểu hòa giải. Để anh check đây cho nó đúng nghĩa. Compromise. Sự hòa giải, kiểu là trong mối quan hệ đó thì em không có gặp nhiều cái sự gọi là cãi nhau á ha. Compromise là cái tính được gọi là có thể là thấu hiểu và dễ hòa giải. Hòa giải. Ok. Ổn không em? Ổn rồi. Ok. Em đọc mấy chữ này cho anh nha. Integrity. Loyalty. And humor. 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 Humor là gì em nhỉ? Humor. Không biết. Humor là hài hước nha em. Để anh viết ra. Em note xuống mấy cái chữ này ha. Chữ này, mấy cái chữ này khá là phổ thông á. Yeah. Humor. Mang tính hài hước. Anh viết lên đây em thấy mà đúng không em? Yeah. Thì có gì em note xuống nha, hài hước. Đó. Loyalty, loyalty nghĩa là gì? Loyalty. Kiểu trung thành.
Trung thành, yes, correct, correct. Very good, very good. Oh, I'm just sorry. Humor. Yes, good. Okay. And chữ này khó nè. Integrity. 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 Okay, let's see what does it mean, integrity. Integrity. Integrity bằng nghĩa là honesty. The quality of being honest and having strong moral principle that you refuse to change. Có nghĩa là integrity này sẽ bằng nghĩa với lại honesty nha em, là sự là trung trực, đúng rồi đó. Đó, thì ba cái tính là integrity, loyalty và humor. Em thử đọc lại ba cái chữ đó giùm anh được không? Humor and integrity. Humor, integrity. 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 Integrity bằng nghĩa với lại honesty. Honesty. Ok, bên này thì là trustworthiness. Em đọc thử chữ này anh nghe. Trustworthiness. Chữ này khá là dài ha. Anh nghĩ cũng ít người dùng lắm. Tổng là trust nè. Trust là em biết rồi đó, là tin tưởng ha. Worthiness là đáng tin cậy. Đó. Cái chữ này nghĩa là đáng tin cậy. Trustworthiness. Okay, next one, dependability. Nghĩa là gì? Em đoán thử anh xem. Có thể dựa vào, phụ thuộc vào. Đúng rồi đó, depend à. Depend, đấy. Frankness, okay. Can you guess frankness là gì em nhỉ? Thật. Đúng rồi. Thì frankness này bằng với lại integrity luôn nha. Bằng với honest luôn. Frankness. Okay. Reliability là gì em nhỉ? Tin cậy đúng không? Rồi, okay. Reliability. Integrity. Okay, em nhớ cái này thì chữ này em thấy khá là ổn nè, nó dễ nhớ nè. Integrity. Integrity. Integrity nghĩa là... Alo? Alo em ạ, à? Nghe không ạ? À? Được rồi. Integrity nghĩa là gì? Integrity nghĩa là... chính trực ạ. Chính trực, yes. Trung thực, chính trực. Ok, được rồi đó. Qua phần 2 ha. Can you read for me? My friendship with my middle school best friend has stood the test of the time. Okay. Next one. My friendship with Braden, Brandon is one of the best friendships that I have ever experienced. Okay. My friendship with my college friend has taught me how to be a better person. Yes. My friendship with Amber has made me a more honest person. Very good, very good. Em speaking tốt quá nè. Có CS ra đầy đủ. Okay, tốt quá em. Next one, part 3. As the years go by, I know for a fact that our friendship will grow even more. As the years go by, I believe I will help each other become better individuals.
Nhớ cơ S, individuals. Individuals. Yes, correct. Next one. As the years go by, I hope I will be able to continue relying on him for advice. As the years go by, I hope to be as good a friend to her as she has been to me. Okay. Thì là em thấy là cái pattern free này là hầu hết chắc chắn 100% là sử dụng là thì tương lai, bởi vì nó có chữ will. Right? Will, we will, I will be, I hope to be. Vậy có nghĩa là cái cấu trúc của cái phần 3 này là nói về tương lai, mình nghĩ tương lai của mình sẽ ra sao ha. As the year go by, how is our relationship? Còn phần 1 mình nào, còn phần 1 mình là toàn về characteristic thôi. Có nghĩa là tính cách, đặc trưng, đặc điểm của họ là gì, mối quan hệ này tại người bạn của mình như ra sao. Phần 2 thì là hầu hết là về là kỷ niệm mấy người bạn của mình, tại sao lại có cái điều gì đó gắn kết với người bạn của mình ha. Okay. Practice. This is hard. Talk about a person you admire the most. About the person you admire the most. Okay. Thì bây giờ em sử dụng cấu trúc ở trên đây ha. Thì đầu tiên là em sẽ nói, ví dụ như là câu này, câu hỏi là talk about the person you admire the most, thì em tả một người bạn nào đó của em đi, hay là ba mẹ cũng được. Sau đó thì em cấu trúc đầu tiên sẽ em sẽ nói những tính cách của họ là gì, họ như thế nào. Tiếp theo thì em nói một cái sự gắn kết của mình với họ là gì, họ đã giúp mình trong việc gì, việc gì. Phần 3 thì nói về tương lai, mình suy nghĩ là mối quan hệ này sẽ như thế nào. Ok không em? Yeah. Ok. So, can you talk about the person you admire the most? On people, my mother is the person I admire most. At the age of 40s, my mother seems to be still young. She teaches at a primary school. Teaching is hard work, but she still loves it. I admired my mother for some reasons. Okay. First of all, my mother is a caring woman. She has devoted all her life to take care of me and my younger sister. The second, my mother is a beautiful woman. And I think as years go by, I and my mother is keep a better relationship. Yes. Sử dụng câu này rất là hay ha. As the years go by, I hope. Yeah, I hope. I know, I believe. Gì đó, ok, anh thấy ổn. I hope, em dùng I hope đúng không? Yeah. Hay. Ok. Thì nãy em nói là, đợi anh chút. Có caring nè. Tính từ là caring nè.
bề ngoài thì là beautiful, primary school. Em có nói là công việc dạy là hard work đúng không em? Dạ. Thì bây giờ có một câu hay hơn, nó sẽ ăn điểm, nghe nó hay hơn nhiều, đó là hard working job. Là một công việc rất là khó. Nó cũng bằng nghĩa thôi nhưng mà nó sẽ nghe nó cao cấp hơn một chút. Ok, em note xuống cho anh nha, hard working. Em note xong thì báo anh nhé. Xong rồi. Ok. Đây, ok. Em nói rất là ổn. Nhớ là dùng as you go by nè. I hope, blah blah blah, I hope we will be better in the future. Ok. Thử cái tiếp theo đi hai em. Talk about a celebrity that you idolize. Em hiểu câu này không? Nói về thần tượng của mình. Đúng rồi em. Nói về thần tượng ha. Okay, can you apply the pattern here to talk about your idol? Celebrity. Okay, Taylor Swift. Okay, I'm ready to hear. That is a typical example of a independent woman. Many young people, including every day, I have chance to watch different to others on TV. However, today I have chance. To others on TV. Okay. However, the one that surprised me em nói to hơn một chút được không? Anh nghe hơi không rõ lắm. She is typical example of a strong intelligent and independent woman. Okay. Independent woman. Okay. Anh hỏi cái. Em tính nói gì hả? Đang nghĩ vừa nói ạ. Tại internet nó hơi lắc, anh nghe không rõ, anh tưởng em xong rồi. Anh hỏi cái là what is the aim of your, are you planning to get the IELTS test? Sao? Đang tập trung ôn đại học nữa. Chắc là thi trong đại học sẽ tập trung hơn ạ. Ok em. Thì anh thấy tiếng Anh em cũng ổn đó chứ. Cái độ gọi là trung bình á. Thì IELTS nó sẽ có một số cái từ gọi là cao cấp hơn mà nó gọi là học thuật ha. Thì anh chỉ một số cái
Anh thấy khá là ổn, nếu mà em học được thì rất là hay, bổ ích sau cái cho cái vốn từ của em nữa ha. Mà em có nói là independent independent woman đúng không? Thay vì mình nói là independent thì mình sẽ nói là self reliant, đều là adjective hết. Được không em? Self-reliant, can you repeat for me? Self-reliant. Self-reliant. Ừ. Rely này có nghĩa là dựa vào đó. Thì là dựa vào bản thân tôi. Self. Đó. Ok không? Ừ. Thì cái từ này nó sẽ cao cấp hơn là independent. Independent đã là một từ tốt rồi. Nhưng mà self-reliant sẽ cao hơn hẳn. Đó là hàng lâm. Ok. Ok, anh nghĩ là một cái nữa đi ha, mình làm một cái nữa ha. Can you talk about a person that you dislike? Thú vị đấy, thú vị đấy. Dislike. Yeah. Ok, em đã sử dụng cái này ha. Đầu tiên là nói về tính chất, đặc điểm của họ là gì. Two thì là mình với họ có những cái kỷ niệm gì mà mình nhớ. Thứ ba là theo thời gian thì mình nghĩ là mối quan hệ có bền vững hay không. Ok. The person that you dislike. I dislike the person. Selfish. Mm. Mean. Mean. Kindish. That's just so. Kindless. Kindless, okay. And as the years go by, what do you think about that relationship? Just go by, I believe he's going to change himself, and we will have a better relationship. Okay, very good. Okay, ổn rồi đó em, anh thấy em ổn đấy. Okay, challenging task, people connection, thì cái này mình gọi là giao tiếp một chút ha em. Check it. Okay, mình sẽ hỏi một chút, trao đổi với nhau ha. So, what is people connection? Theo em thì sao? Em trả lời câu này như thế nào đây? Theo những gì em biết thôi, rất là tự nhiên, không có theo một cái pattern nào hết. What is people connection?
anh không nghe được em nói to to lên chút được không? Anh không nghe mọi em không biết là có chạm cái gì không mà. Alo alo, anh nghe mà béo á. Mất luôn tiếng. Alo Alo. alo rồi, nghe 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 nghe. Ok, em trả lời câu hỏi này được không? What is people connection? Theo em nghĩa là gì? Em trả lời theo suy nghĩ của em thôi. I think people's connections are a personal conversation. So on. Personal conversation. Yeah. Ok. Ừ, được 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 được. Thì anh trả lời thử ha. Nếu mà em được tốt thì em cứ trả lời dài dài ra. Thì theo anh thì people's connection is when a person come to another person that they don't know and then they start talking and then they become friends. After that they build a connection. They do that with more and more people in their life, the people they meet, and then that they will build the circle around them. That is the people that they know, and I think that is people connection. Yeah. Ok, em hiểu không? Ok. Thì câu hỏi thứ hai là have you ever felt connected with somebody? Have you ever felt connected with somebody? Yes, I have. Can you tell me more about that person and you know the memories between you and that person? Yes, I have ever felt connected to my best friend. Yes. Yeah, Cousin. actually, the first time I have met her, I don't like her. Yeah. Ok. He's because he's so hot-tempered. 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 Nóng tính. Ok, very And so talkative. Talkative. Yeah, Very talkative. good. Good work, good work. Ok. Còn một chút. Thế anh sẽ qua một cái phần này. Thấy khá là hay. Làm từ vựng ở đây cũng khá là nhiều ha. Can you describe a person you are very close to? You should say blah 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 who this person is when you meet them, where say you like them so much. Ok. Bây giờ em thử cho anh với cái đề bài này thì em tả một người cho anh nghe được không? Người nào đó cũng được. Yeah. Em tả càng nhiều càng tốt nha. Càng lâu càng tốt à. Tả anh nghe thật. Describe a person you are very close to.
I will describe my best friend. When we become when it come to my closest friend, she is a kind girl. She's sociable, and yeah, and of course she's so talkative. She is a smart student and a hardworking student. Hardworking. She always get high marks every exam. And she's kind to me. She's kind. Okay, good. Hay em ơi. Những cái từ em dùng khá là hay nè. When it comes to là rất là good ha. IELTS là chấm điểm cao lắm á. Cái câu dẫn đầu vậy đó. Thì ok, thì đây là một cái phần bài mẫu đó. Thì mình sẽ đi qua một chút, bởi vì trong đây nó có một cái số từ khá là hay và em nghĩ là em học được thì sẽ rất là tốt. Ok, can you read for me please the first sentence? Well, I would like to talk about my soulmate. Soulmate. Yes. Who used to be my classmate in high school. She was one of the most impressive of my friends of mine and really talented person. Okay, em thấy cái chữ này, em gặp chữ này bao giờ chưa? Em chưa, nhưng mà soul, tâm hồn. Đoán thử, soul là tâm hồn rồi đó, mate. Mate là bạn, soul là tâm hồn, nghĩa là gì? Bạn tâm hồn à? Bạn, chắc bạn thân. Bạn thân, hay còn gọi là bạn tri kỷ ha. Soulmate, chuyện này khá là hay. Thì nãy giờ em thấy là mình toàn dùng friend, best friend không đúng không? Thì bây giờ mình chuyển qua là soulmate, bằng như best friend. Nó là best friend luôn em. Ok, soulmate. Em note lại chưa? Soulmate ha. So can you give me a sentence that has the word soulmate? I have or your soulmate. Okay, đọc tiếp đi ha. Có chữ nào mà không biết thì cứ cứ kêu anh nha. Okay, next one. I can say that our friendship goes back just when we were little kids. Being a gregarious girl. She was the person who started our very first conversation, and then we struck up our relationship and quickly hit it off with each other.
I have to admit that I really enjoy Jess company, because we can share a lot of things with each other and have had a lot in common, which makes us able to talk all day long. Okay. Cái chữ này gregarious có nghĩa đồng nghĩa với lại là sociable để em dùng á. Đó. Nó bằng nghĩa em. Gregarious. Ok, anh thấy cái chỗ này đâu rồi. We shrug up our relationship. Shrug. Strike up a relationship. Đấy. Strike up a relationship là một cụm ha. Một cụm có nghĩa là bắt đầu một mối quan hệ. Strike up a relationship. For example ha. Example. I strike up a relationship with my best friend Minh 2 years ago. Ok, bắt đầu một mối quan hệ hai em. Strike up a relationship. Ok không em? Em nói xong chưa? Ok. Thì hit it off có nghĩa là làm bạn ha. Một cụm luôn đó, hit it off. We hit it off có nghĩa là we làm bạn, thân với nhau á. We hit it off. Ok. Trở thành bạn thân. Ok. Enjoy someone company có nghĩa là rất là thích ở gần họ. Ok không em? Ok thì mình đọc tiếp cái này ha. Đọc tiếp đoạn này đi em. For me, Jess is one of the most wonderful girls on earth. I feel that one was really diligent. Diligence, I still remember she was always the first to come and the last to leave our class. Though she was a great A student in the class, I was encouraged as well. She often told me that a genius comes genius comes from 1% of inspiration and 99% of perspiration. Đúng rồi, rồi. Ok, dừng lại đây chút. Em hiểu câu này nó nói nghĩa là gì không? Cô ấy thường nói với tôi rằng Genius nghĩa là gì? Genius kiểu là thần đồng á ha em. Người gọi là giỏi mà giỏi xuất sắc á. Một người giỏi xuất sắc thường đi từ 1% of inspiration là kiểu cảm hứng ha, nguồn cảm hứng, và 99% còn lại là sự luyện tập. Ok. Cái cụm này hay nè. First to come and last to live. Dễ mà hay ha. Em hiểu không? Em hiểu không? Đến rồi rồi đi nhỉ. First to come là đến sớm, đến đầu tiên nè. Và là người cuối cùng rồi đi. Đó. Đến thì đến sớm nhất, về thì là muộn nhất.
Ok. Diligent đây là sự siêng năng ha em, sự siêng năng diligent. Tính từ, tính từ diligent siêng năng. Rồi ok. What amazes me, em đọc tiếp giùm anh nhé. Đoạn này đi. What amazed me more was that she was so Versatile. versatile in addition to being an excellent student, she was also talented and good in other fields. For example, she was proficient in English and Japanese. She excels in playing the piano, and more surprisingly, she was proficient. She was even good at calligraphy. How impressive that was! Ok. That was, yes. So, versatile ở đây là kiểu flexible, tức là đa, đa năng, đa dạng. What amazed me was that she was so versatile. Cô ấy rất là đa dạng. Đó, ngoài việc học giỏi, còn có thể chơi và nhiều cái tài lẻ khác. Versatile, từ này rất là khó ha, và hiếm người dùng nữa. Trong IELTS, trong IELTS rất là cao cấp. Versatile. Versatile. Bằng nghĩa là linh động á, người linh động, đúng rồi. For example nè, cô ấy, she was proficient in English, có nghĩa là rất là giỏi. Proficient là kiểu thuần thục luôn á, thuần thục tiếng Anh và tiếng Nhật Bản, tiếng Nhật, thuần thục ha. Proficient. Chà, toàn từ khó không ha. Mấy từ này á, em khi mà em đi thi IELTS á, mà em có dịp em ôm lại, em xem lại mấy cái từ này rất là hay. Ok, next one. I'm constantly amazed by her open-mindedness. She's never judgmental. Judgmental. I wish I could be like that. But she's very reliable. If I call her or give her a message, she always responds. We've always got on well, and we hardly ever fought out with each other. Và cờ bè rất là hay luôn. Đây đây, got on well and we hardly ever fall out with each other. Got on well nghĩa là rất là thân với nhau. Hôm nay chủ đề mình học là relationship, bạn thân mà, đúng không? Thì đó, thay vì mình nói bạn thân, best friend, thì mình có chữ gì em nhỉ? Soulmate. Soulmate, đúng rồi. Bắt đầu một mối quan hệ tiếng Anh là Strike. strike up. Strike. Relationship. Ok. Đây đây, cái chữ reliable này nè. She is very reliable, là đáng tin cậy đó ha. Là nó giống cái từ reliability, là cái này là noun thôi đó. Còn adjective của nó là reliable. Okay. Rồi, ok, reliable. Reliability, ok. Integrity là gì em nhỉ? Trung thực Đúng rồi. Đó, thì hôm nay bài học, hôm nay mình học được cái chữ là dễ nhớ nhất, đó là best friend. Thay vì dùng best friend, mình dùng soulmate nha em. soulmate. Soulmate, dính với nhau luôn. Đó, soul là linh hồn nè,
Mate là bạn, một người bạn mà có thể hiểu được những cái linh hồn, những cái cốt lõi bên trong mình, bạn tri kỷ đó ha. Get on well, we hardly fall out with each other. Đó, rất là hay. Ok, xong rồi, em đọc nốt cái đoạn dưới này đi ha. Personally, she was the one I always want to be, and she's just a good example for me to follow. Mm-hmm. All in all, those are the reasons why when I read the questions that you gave me, that is the first person that I came to my mind. Okay, okay. Very good, very good. Thì ok, đó là lesson for today. Ok, okay, thank you for joining my class. Do you have any questions before leaving the class? No, everything is good, right? Yes. Ok, you note this down and ok, I think this is the lesson for today. And I will see you on Thursday, right? Thursday. Yes, Thursday. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you again. Okay, good night. Good night.